người ở đây đang chờ đợi điều gì vậy? Có phải là họ đang nhìn thấy một số tiền khổng lồ ngay trước mắt không nhỉ? Các bạn biết đấy, tuy là truy tìm kho báu vẫn luôn là một trong những trò chơi hot nhất của hồi bé, khi mà chúng ta ai cũng sẽ có một nhà thám hiểm và khảo cổ tài ba đi tìm những kho báu được cất giữ quanh nhà. Thế nhưng, bạn đã bao giờ mơ ước được tìm thấy một kho báu đúng nghĩa chưa nhỉ? Vậy thì trong video ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ đến các bạn những trường hợp phải nói là vô cùng may mắn khi bỗng nhiên mà bắt được những kho báu được chôn giữ sâu ở dưới lòng đất đấy. Xin chào, mình là Thùy Dung của Biện TV và ngay sau đây sẽ là những kho báu có giá trị nhất từng đã được tìm thấy ngẫu nhiên. Mở bát cho video ngày hôm nay sẽ là một trong những trường hợp phải nói là cực kỳ may mắn luôn các bạn ạ. Dắt chó đi dạo nhặt được cục vàng 37.000 đô. Các bạn đã bao giờ tưởng tượng rằng tự nhiên đang đi ở trên đường mà lại có một cục tiền từ đâu lại chạy đến, ngã vào lòng mình hay chưa? Nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước, thế nhưng một gia đình ở Úc đã may mắn đến mức mà không thể tin nổi khi mà người này cùng với lại bố và hai cô con gái dắt chó đi dạo ở khu ngoại ô thị trấn Bendigo thì đã phát hiện ra một cục vàng ở dưới đất. Một trong hai cô con gái đã vô tình đá phải cục vàng ở dưới đất và nhặt lên đưa cho bố. Họ mang sự tình nghi này đến với lại siêu thị nhờ cân xem cục vàng này nặng bao nhiêu và ngay lập tức thì chuyển cục vàng đến các chuyên gia. Và các bạn biết gì không, các chuyên gia sau đó đã nhận định rằng cục vàng trên là có thật và là giá thật đấy. Và nó nặng tới 624g và có giá trị lên tới 37.000 USD, theo như giá vàng tại thời điểm đó. Và người đàn ông nói thêm rằng, mình có kết quả quay trở lại nơi tìm ra cục vàng để có thể xem có thể sẽ tìm thêm được cục gì nữa không. Thông thường thì khi nhìn thấy cục vàng lớn như vậy thì khả năng là xung quanh vẫn còn. Người đàn ông này đã hy vọng là mình sẽ vấp phải vận may thêm một lần nữa. Nhưng đời đâu ai biết được chữ ngờ đâu, nhỡ lại may mắn vớ được cục gì nữa thì sao nhỉ? Hi hi. Ngọc trai vàng. Nếu nhắc đến ngọc trai, chắc chắn ai cũng biết rằng giá trị kinh khủng của nó mang lại. Những viên ngọc trai càng đẹp, càng nhẵn mịn, màu sắc độc lạ thì lại càng được giá. Thế nhưng, trong dòng họ nhà ngọc trai, chúng mình đã tìm hiểu ra được rằng một số những loại ngọc trai mà chỉ cần nghe tên thôi thì giới nhà giàu sẽ bỏ ra một lượng tiền không giới hạn chỉ để sở hữu nó, đó chính là ngọc trai vàng. Nghe tên thôi đã thấy vi diệu rồi phải không các bạn? Loại ngọc trai vàng có màu vàng lấp lánh tự nhiên này có số lượng vô cùng là ít ỏi và cực kỳ quý hiếm. Và để nuôi được loại ngọc trai này thì người ta đã phải nghiên cứu công nghệ sinh vật suốt hàng chục năm. Mà các bạn biết không, ngọc trai vàng chỉ được nuôi ở trong những con trai màu trắng hoặc là những con trai mồi vàng. Quá trình nuôi cái bọn này khá là tiêu tốn thời gian vô cùng lớn đấy. Nếu như mà nhiệt độ của nước hay là chất lượng nước một cái thôi thì tất cả coi như là đi tong hết nhé. Mà bình thường để nuôi được một mẻ ngọc trai có khi đến 5 năm cơ mà các bạn. Đấy, thế nên là mỗi một năm thì lượng ngọc trai vàng ở trên thế giới chỉ đủ để có thể chế tạo ra khoảng 1.000 sợi dây chuyền ngọc trai mà thôi. Một viên xương xương tầm 14 triệu thôi đó, nghĩ đã thấy giá quá là nhẹ nhàng rồi. Nấm chắp phổ. Được mệnh danh là những viên kim cương đen, nấm chắp phổ là một trong những món ăn xa xỉ nhất thế giới. Nó được xem chính là loại nấm đắt đỏ nhất và là mỹ vị của tầng lớp thượng lưu, thường thì sẽ được sử dụng trong những nhà hàng, khách sạn lớn, mang vẻ bề ngoài, hình dáng, sushi, kém bắt mắt. Nhưng điều làm nên sự đặc trưng kỳ diệu của loại nấm này đó chính là hương vị ngọt như là mật ong, có 102 trên thế giới. Giá của mỗi cân chắp phổ đen thường sẽ dao động vào khoảng 3.000 cho tới 4.000 USD trên 1kg, thậm chí là loại chắp phổ trắng thì có giá cả có khi còn cao hơn. Với 1kg tươi mới, chắp phổ trắng thì việc chi ra 7.000 USD cũng là chuyện khá là bình thường ở huyện các bạn thôi. Chắp phổ không giống như những loài nấm thông thường khác, chúng không mọc ở trên mặt đất mà mọc sâu ở dưới lòng đất, phát triển dưới rễ của một loại cây như là phỉ, cây thông hay là cây sồi. Chính vì nó mọc ở những vị trí khó tìm như vậy nên phải dùng những thợ săn đặc biệt là những chú lợn có khứu giác siêu nhạy bén với những mùi hương tự nhiên của những cây nấm. Nhưng không chỉ dừng lại ở việc đánh hơi đâu, những chú lợn này thường sẽ không thể nào cưỡng lại bởi vì hương thơm của những cây nấm mà mình tìm thấy, nên là chúng sẽ khập luôn. Sau này thì những chú chó huấn luyện đã được người dân địa phương có thể thay thế sử dụng rộng rãi hơn khi mà tìm kiếm những viên kim cương đen luôn ẩn mình dưới lớp thảm lá thu dây. Được biết thì người ta đã mở một trường đại học dành cho những chú chó săn nấm cục từ năm 1888 cơ đấy các bạn ạ. Toàn các sinh viên bốn chân cơ đấy, ngầu như là trái bầu luôn.
Vừa rồi mới chỉ là 3 vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng của chúng ta ngày hôm nay thôi. Không biết các bạn cảm giác như thế nào, nhưng mình thì cảm thấy cũng hơi may mắn một chút thôi. Thế nên, ông trời tạo ra địa chấn và những vị trí tiếp theo mới là điểm nhấn nhé. Long Diên Hương, nếu như bạn đang đi ở trên biển mà bắt gặp những cục như thế này, thế thì bạn giàu chắc rồi đấy, bởi vì đây chính là một trong những sự báu vật của biển cả. Để gọi một cách hoa mỹ hơn thì đây chính là Long Diên Hương, hay còn được gọi một cách quen thuộc đây chính là chất bài tiết của cá voi. Và năm ngoái thì người dân Narit Suwanashang, 60 tuổi, đang đi bộ trên bãi biển ở Nakhonsi Thammarat, miền nam của Thái Lan, đã tình cờ nhìn thấy một vài những viên đá nhạt màu đã dạt vào trong bờ biển. Sau đó thì ông Narit đã nhờ một vài người họ hàng tới giúp ông ấy mang những viên đá này trở về nhà để có thể tiến hành nghiên cứu. Nhìn vẻ bề ngoài, nó giống như là một viên đá sần sùi, nhưng ông Narit đã nghi ngờ đó chính là Long Diên Hương, hay còn được biết đến với cái tên là bãi nôn của cá voi. Được biết thì Long Diên Hương chính là một phần rất là quý giá để có thể sản xuất ra nước hoa và giúp cho nước hoa được lưu hương rất là lâu. Để kiểm chứng thì ông Narit đã lấy bật lửa đốt một phần của viên đá và lập tức nó đã tan chảy, đồng thời tỏa ra mùi hương xạ thơm phức, giúp họ xác nhận thêm về sự phát hiện của mình. Ông Narit nói rằng khối lượng Long Diên Hương mà ông ấy tìm thấy nặng tới 100 kg và có khả năng đó là một trong những bãi nôn của cá voi lớn nhất được tìm thấy từ trước đến nay. Tổng cộng thì cả khối lượng Long Diên Hương đó có thể sẽ mang về cho ông Narit khoảng 2,4 triệu bảng Anh, tức là vào khoảng 74,3 tỷ đồng. Đấy, nghèo thì lâu chứ giàu thì mấy đâu, các bạn có thấy admin nói chuẩn không nào? Vàng trong xe tăng. Vào năm 2017, một nhà sưu tập xe tăng nổi tiếng ở Anh đã bất ngờ phát hiện ra có rất nhiều những thỏi vàng ở trong bình xăng của chiếc xe tăng cũ ông ấy đã mua qua mạng Internet. Được biết thì ông Nick Mill cùng với là bạn của mình chính là thợ máy Todd Chamberlain đã quay lại một đoạn video mở thùng dầu của chiếc xe tăng T-54/69 của Nga nhằm đề phòng trường hợp sẽ tìm thấy bom đạn hoặc là sẽ phải giao nộp chúng cho nhà trách chức. Tuy nhiên thì điều bất ngờ là họ đã phát hiện ra 5 thỏi vàng với tổng trọng lượng lên tới là 25 kg. Lượng vàng nhiều tới nỗi mà những nhà chức trách đã phải cắt một lỗ lớn ở trên thùng xăng để có thể đưa chúng ra ngoài. Theo như mình đã tường thuật trực tiếp tại hiện trường thì số kim loại quý này trị giá vào khoảng 2,5 triệu USD. Chiếc xe tăng trên đã được ông Mill mua lại với giá vào khoảng 37.000 USD từ trang mua bán của eBay. Ngay sau khi vụ việc đã diễn ra thì nó đã được chuyển tới London và hiện chưa rõ lúc nào thì chiếc xe tăng này sẽ được trả lại cho chủ cũ cũng như là cách xử lý số tiền vàng. Nhưng có vẻ như là hai người này sẽ không được hưởng một chút nào trong số lượng vàng này đâu các bạn ạ. Thẻ bóng chày. Cùng với những món đồ độc lạ và hiếm có thì thẻ bóng chày là một trong những món đồ chơi được rất nhiều những đại gia thèm khát có được ở trong bộ sưu tập của mình. Vì đã ngừng sản xuất cộng với lại độ quý hiếm của các loại thẻ có in hình các cầu thủ nổi tiếng xuất hiện không nhiều nên những tấm thẻ dạng như thế này không có thì thôi, chứ một khi mà nó có, khi mà xuất hiện ở trên sàn thì gần như là sẽ được những thiếu gia nhà giàu không tiếc vùng cả núi tiền ra để có thể sở hữu bằng được. Đấy các bạn ạ. Cơ hội đổi đời đã đến với một người đàn ông ở bang Tennessee trong một dịp hết sức tình cờ. Trong lúc đang quét dọn căn gác mái nhà của hai vợ chồng người dì, anh này đã mừng đến mức phát điên khi mà tìm thấy hàng trăm những tấm thẻ bóng chày chưa bị bóc tem đã được sản xuất từ những năm 1940, 50 và 60 của thế kỷ trước. Theo như giá thị trường thì những tấm thẻ này có thể sẽ mang về cho anh chàng may mắn kia một khoản kếch xù lên tới hàng triệu đô la. Được biết thì người dượng đã qua đời của thanh niên số đỏ nói trên là chủ của một công ty kẹo. Công ty của ông này trong quá khứ đã sản xuất ra rất nhiều những thẻ in hình các ngôi sao thể thao, truyền hình nổi tiếng thời bấy giờ để có thể cầu khách. Và chúng ta có thể ước tính sơ sơ được rằng bộ thẻ bóng chày này được giao bán trên eBay với trị giá lên tới 399.999 USD, tức là vào khoảng 90 tỷ đồng. Riêng bộ thẻ chưa bóc tem, nếu như muốn thì anh chàng này có thể sẽ có ngay khoảng 500.000 đô la, tức là khoảng 11,2 tỷ đồng từ những đại gia thích sưu tầm hàng độc đấy các bạn ạ. Nghĩ thôi đã thấy sướng rồi, ước gì mình cũng được như anh này một lần nhỉ. Các bạn khán giả thân mến, vừa rồi chính là những kho báu lớn đã được phát hiện một cách ngẫu nhiên nhất. Và bạn cảm thấy chúng như thế nào? Và đâu chính là trường hợp mà bạn cảm thấy may mắn nhất ở quả đất này? Thì hãy comment ngay xuống phần bình luận bên dưới. Và hãy ấn nút like, share và subscribe cho kênh nữa. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt.